Xin chào các bạn, hôm nay tôi đang tại câu lạc bộ người cá. Và Tion muốn giới thiệu với các bạn, đây là những đồ bơi độc quyền của thương hiệu Merman Tion, thương hiệu tiên cá biết tất cả. Và đây, các bạn hãy xem đây nha, đây là mẫu đồ bơi độc quyền nha. Trên thế giới không có nha, chỉ có thương hiệu Merman Tion mới có thôi. Rồi, mời bạn người cá Luna thay đồ. Đây là chiếc đuôi cá cho bạn. Đúng rồi, cho người cá cao cả. Bạn là người được thử chiếc đuôi tiên cá này trước luôn đó. Ok, mặc đuôi tiên cá vô đi. Còn đây là bikini của bạn nha. Bikini của bạn cũng được thiết kế độc quyền nha, bạn Luna nha. Còn các bạn kia chỉ mới được mặc đồ người cá thôi, bởi vì các bạn còn nhiều tính xấu quá, nhất là bạn qua nhà tôi quậy quá. Từ từ đi, bà Mai cho con hai bộ. Một bộ ở đây, một bộ đi Nha Trang. Rồi, các bạn biến hình thành người cá hết đi. Wow, ở dưới nước có hai bạn người cá nữa hả? Đồ bơi tiên cá của thương hiệu Tion, độc quyền thế giới luôn nha các bạn. Rẻ, đẹp. Rồi sao nữa, chất lượng cao đúng không? Đồ bơi này được thiết kế cho câu lạc bộ người cá của chúng ta phát triển khắp thế giới. Vào cuối tháng này chúng ta sẽ đi đâu mấy em nhớ không? Đi chơi ở đâu? Để làm cái gì? Và gì nữa? Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Đi về. Còn quay phim của đài truyền hình phỏng vấn chúng ta nữa. Rồi còn gì nữa? Còn một sự kiện nữa. Sự kiện ngoài. Sự kiện cuối tuần. Sự kiện thứ bảy cuối tuần đúng không? Sinh nhật Tion đúng không? Đài truyền hình phỏng vấn đúng không? Bơi với cá heo và hải cẩu đúng không? Nhớ nha, đây là đồ bơi thiết kế độc quyền nha, của thương hiệu Merman Tion nha các bạn.
đuôi tiên cá độc quyền của thương hiệu mà Mantion tiên cá biết tất cả, không đăng bán trên website, chỉ có thể đến. Ba bảy bảy điểm phổ là ở đâu? Nhà tiên ôn. Để 377 điện biên phủ quận 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Giới thiệu với các bạn, đây là mẫu tiên cá mới. Má ơi coi kìa má. Rồi quay nha, bơi nha, chúng ta cùng bơi theo đàn. Bây giờ bây giờ quay phim nha. 1 2 3 bắt đầu. Thank you.